Thái Lan muốn gia nhập BRICS ngay trong tháng 10 tới. Trong thông báo vừa phát đi, Bộ Ngoại giao Thái Lan hy vọng sẽ được nhóm các nền kinh tế đang phát triển BRICS kết nạp ngay trong cuộc gặp thượng đỉnh của khối tại Nga vào tháng 10 tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikonday Balankura cho hay, Thái Lan đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại một cuộc họp cấp bộ trưởng của khối mới đây. Phía Thái Lan bày tỏ hy vọng sẽ nhận được phản hồi tích cực và sớm được chấp nhận là thành viên của nhóm tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga. Hội nghị thượng đỉnh BRICS 2024 dự kiến diễn ra vào tháng 10 tại thành phố Kazan, nước Nga. Quốc gia này cũng đóng vai trò là nước chủ tịch BRICS kể từ tháng 1 năm nay. Nhóm ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Đầu năm nay, nhóm bắt đầu mở rộng thành viên với Ả Rập Xê Út, Iran, Ethiopia, Ai Cập và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. BRICS mở rộng số lượng thành viên là chuyển biến quan trọng khi khối này đặt mục tiêu loại bỏ sự thống trị của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ của thế giới. Việc Thái Lan đăng ký vào khối BRICS là sự phản ánh mới nhất về chính sách ngoại giao chủ động mới do Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin lãnh đạo. Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cho biết đang tìm cách mở rộng sự tham gia của nước này trên trường quốc tế nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư. Hình thức ngoại giao đa phương mới nhấn mạnh sự tham gia thực tế trên mọi mặt trận của Thái Lan, khẳng định quan điểm theo đuổi mối quan hệ hữu nghị với các cường quốc chủ chốt trên toàn cầu. Xuất khẩu sang các nước BRICS hiện chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan, phần lớn trong số đó là đến Trung Quốc. Mặc dù là nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội, GDP, thực tế của Thái Lan lại kém hơn so với các nước trong khu vực. Trong báo cáo triển vọng kinh tế quý 1 năm 2024, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia NESDC của Thái Lan ghi nhận GDP của Thái Lan tăng 1,5% trong 3 tháng đầu năm, mức thấp nhất trong số các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. NESDC cũng lưu ý Thái Lan đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách dòng vốn FDI đổ vào ASEAN năm 2023, chỉ với 2,96 tỷ đô la Mỹ. Ba quốc gia đứng đầu danh sách này là Indonesia với 21,7 tỷ đô la Mỹ, Malaysia 18,5 tỷ đô la Mỹ và Việt Nam 8,25 tỷ đô la Mỹ. Tổ chức kinh tế này đánh giá dòng vốn FDI đổ vào Thái Lan có xu hướng suy yếu trong suốt năm 2023 với sự sụt giảm đáng kể trong các ngành công nghiệp truyền thống như dầu khí. Ngân hàng Anh giữ lãi suất cao nhất 16 năm dù lạm phát đã đạt mục tiêu. Ngân hàng Anh, BOE, đã quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính sách diễn ra ngày 20 tháng 6, bất chấp việc lạm phát ở Anh đã giảm về mức mục tiêu 2%. Ngân hàng Trung ương giữ lãi suất ở mức cao nhất trong 16 năm là 5,25%, mức lãi suất được duy trì kể từ tháng 8 năm 2023. 7 thành viên của Ủy ban Chính sách Tiền tệ, MPC, đã bỏ phiếu giữ nguyên, trong khi 2 thành viên ủng hộ cắt giảm. Điều này tương tự như trong cuộc họp tháng 5. Trong một tuyên bố, Ủy ban Chính sách Tiền tệ lưu ý lạm phát đã đạt mục tiêu của Ngân hàng Trung ương, các chỉ số dự đoán lạm phát ngắn hạn và tăng trưởng tiền lương đã giảm. Ủy ban Chính sách Tiền tệ cho biết thêm rằng rất khó để đánh giá chính xác về thị trường lao động vì những ước tính chưa chắc chắn từ Văn phòng Thống kê Quốc gia. Các quan chức cho biết chính sách tiền tệ cần phải siết chặt đủ lâu để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Dữ liệu lạm phát công bố ngày hôm trước cho thấy lạm phát toàn phần đã giảm về mức 2% trong tháng 5. Đáp ứng mục tiêu của Ngân hàng Trung ương, dù Vương quốc Anh phải hứng chịu lạm phát tăng đột biến trong 2 năm qua. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao và lạm phát lõi ở Anh cho thấy áp lực tăng giá vẫn đang diễn ra. Các ngân hàng trung ương khác ở châu Âu như Thụy Sĩ, Thụy Điển và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trước cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed. Fed được coi như ngân hàng trung ương dẫn đầu do sức ảnh hưởng lớn của Mỹ đối với nền kinh tế toàn cầu. Theo dữ liệu của Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán London, LSEG, thị trường dự đoán khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 là 64%. Các hãng xe điện Trung Quốc kêu gọi trả đũa thuế quan với ô tô châu Âu. Thông tin từ báo chí Trung Quốc ngày 21 tháng 6 cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp kín tại Bắc Kinh với sự tham gia của các công ty ô tô châu Âu gồm BMW, Volkswagen và Porsche và các ông lớn xe điện Trung Quốc gồm SAIC và BYD. Hai nguồn thạo tin chia sẻ với Global Times cho hay tại cuộc họp, các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc đã kêu gọi chính phủ áp dụng các biện pháp đối phó cứng rắn và đề nghị xem xét tích cực việc tăng thuế tạm thời đối với ô tô chạy xăng với động cơ phân khối lớn. Mục đích chính của cuộc họp là gây áp lực lên châu Âu và vận động hành lang chống lại thuế quan của khối này.
chính sách thương mại của khối Liên minh châu Âu ngày càng cứng rắn, trong bối cảnh họ lo ngại rằng mô hình phát triển tập trung vào sản xuất của Trung Quốc có thể khiến khối 27 thành viên này tràn ngập hàng hóa giá rẻ, bao gồm cả xe điện, khi các công ty Trung Quốc tìm cách tăng doanh số bán hàng ở nước ngoài do nhu cầu trong nước yếu. Trước đó, thông báo ngày 12 tháng 6 của Ủy ban châu Âu cho hay họ sẽ áp thuế chống trợ cấp lên tới 38,1% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc từ tháng 7, sau khi Mỹ công bố kế hoạch tăng gấp 4 lần thuế quan đối với xe điện Trung Quốc lên 100% và mở ra một mặt trận mới trong thương mại của phương Tây với Bắc Kinh. Chính quyền Trung Quốc trước đây đã ám chỉ các biện pháp trả đũa tiềm tàng thông qua các bài bình luận trên truyền thông nhà nước và các cuộc phỏng vấn với các lãnh đạo trong ngành. Tờ Global Times lần đầu tiên đưa tin vào cuối tháng trước rằng một trung tâm nghiên cứu ô tô trực thuộc chính phủ Trung Quốc đang đề nghị chính quyền nước này tăng thuế nhập khẩu đối với xe sedan chạy xăng và xe thể thao đa dụng có động cơ lớn hơn 2,5 lít lên 25%, từ mức 15% hiện nay. Tờ Global Times vào tháng trước cũng ám chỉ rằng các công ty Trung Quốc có kế hoạch yêu cầu cơ quan chức năng mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thịt lợn châu Âu, điều mà Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 17 tháng 6 vừa qua đã thực hiện. Theo thông báo từ Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ tiến hành một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số loại thịt lợn và phụ phẩm từ lợn có xuất xứ từ EU. Nga tăng mạnh doanh thu ngành dầu khí bất chấp chịu trừng phạt nặng nề. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Nga, doanh thu của ngành dầu khí trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 73,5% so với cùng kỳ năm 2023, dù phải chịu trừng phạt nặng nề. Cụ thể, ngân sách của Nga từ dầu khí đã đạt 4,95 nghìn tỷ rúp, tương đương với 55,7 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm đầu năm. Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Tài chính Nga, theo các thông số về triển vọng kinh tế xã hội, dự kiến nguồn thu từ dầu khí sẽ thặng dư ổn định trên mức cơ sở trong những tháng tới. Trên thực tế, doanh thu phi dầu khí của Nga trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2024 cũng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Những tháng gần đây, doanh thu từ dầu khí của Nga đã tăng lên rõ rệt so với cùng kỳ năm 2023, trước khi Nga cố gắng tìm cách lách các lệnh trừng phạt và tìm kiếm những người mua sẵn sàng mạo hiểm mua những sản phẩm dầu thô và tinh chế của quốc gia này. Từ tháng 2 năm 2022, khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Kiev, đất nước của Tổng thống Putin đã hướng khách hàng dầu mỏ và khí đốt từ Liên minh châu Âu, EU sang châu Á, đặc biệt là hai quốc gia là Ấn Độ và Trung Quốc. Trước đó, trong tháng 4 năm 2024, doanh thu từ dầu khí của Nga đạt 1,23 nghìn tỷ rúp, tương đương với 13,5 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, đất nước cũng ghi nhận nguồn thu nhập từ dầu mỏ cho ngân sách nước này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechinhkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!